Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai đội tuyển nữ Hàn Quốc và nữ Maroc. Đây là trận đấu thuộc lượt trận thứ hai của vòng bảng vòng chung kết FIFA World Cup bóng đá nữ 2023 của hai đội và sẽ được diễn ra vào lúc 11:30 ngày 30 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá của trang 868 VIP đưa ra ở trận đấu này thì các cầu thủ nữ Hàn Quốc sẽ là những người đưa đánh giá cửa trên và sẽ chấp nữ Maroc với mức kèo là 0.75, mức kèo hay tăng một trái và hạ xuống còn 0.5. Mức tài xỉu trận đấu này là 2.25, hai trái và 2.5 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là các bạn đang cần tìm kiếm một trang uy tín và chất lượng, đặc biệt là trả thưởng mau lẹ để các bạn có thể là chơi giải trí những môn thể thao thì các bạn có thể là đến với 868 VIP nha. Đến đây thì các bạn sẽ được tặng ngay 100% ở lần nạp đầu tiên. Và ngoài ra thì các bạn sẽ được hoàn trả đến 1.25%. Chi tiết của trang thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này nha. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả để cập nhật thêm. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. Trong quá khứ thì đội tuyển nữ Hàn Quốc và nữ Maroc chưa từng gặp nhau. Đây mới chỉ là lần đầu tiên cho nên cũng không có thông số đối đầu để gửi tới cho các bạn. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của nữ Hàn Quốc, nữ Hàn Quốc thắng 3 và thua 2. 5 trận thi đấu gần nhất của nữ Maroc thì nữ Maroc không thắng, họ chỉ hòa được 2 trận và để thua 3 trận. Và ở lần chạm trán này với cái mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào nữ Maroc nha. Tuy nhiên thì sẽ lựa cái mức kèo phụ cho nó an toàn hơn, đó là nữ Maroc được chấp một trái. Vì sao? Thứ nhất là mình thấy cái mức kèo này nó cũng chưa mới thật sự gọi là hợp lý cho lắm. Khi mà trước khi trận đấu này diễn ra thì những con số thống kê đều cho thấy là nữ Hàn Quốc đang vượt trội hơn so với nữ Maroc. Và trận đấu này với phong độ đang ổn định mà nữ Hàn Quốc chỉ chấp mức kèo chính là 0.75 thì mình nghĩ ít nhiều gì đây cũng hãy là cái mức kèo gài để cho các bạn đổ về nằm nữ Hàn Quốc quá nhiều không chừng. Thứ hai nữa thì an toàn thì các bạn nên lựa mức kèo nữ Maroc kèo phụ được chấp một trái đi. Nếu như mà hai đội kết thúc với một tỷ số hòa hoặc là nữ Maroc có để thất bại với nữ Hàn Quốc với cái việc là một bàn thì chúng ta chọn nữ Maroc, chúng ta cũng có từ quay kèo đến thắng kèo mà thôi. Với lại trong bóng đá thì nó cũng chưa nói trước nhiều điều khi mà 90 phút chưa thúc, không phải lúc nào cửa dưới thì mới nhận thất bại đâu. Thì có thể trận đấu này nữ Maroc mới là những người chơi hay hơn và giành chiến thắng trước nữ Hàn Quốc luôn thì sao. Cho nên trận đấu này bạn nào tin tưởng mình ưu tiên lựa mức kèo nữ Maroc được chấp một trái nha. Còn cái mức tài xỉu trận đấu này là 2.25, 2.5 và 2 trái. Thì mặc dù là lần đầu tiên gặp nhau, tuy nhiên thì ở năm lượt trận gần đây thì mình thấy là hiệu suất cho bàn của hai đội thì cũng ổn. Với lại hai đội cũng đang cần bàn thắng để có thể là cạnh tranh một suất đi tiếp mà. Cho nên mình nghĩ trận cầu này sẽ là trận cầu hấp dẫn với nhiều thách thức ghi. Từ đầu thì có thể là hai đội sẽ thận trọng cho nên có thể là sẽ chưa có bàn thắng sớm đâu. Các bạn canh cho kèo tài trận đấu này nó hạ xuống còn tầm khoảng 2 trái hoặc dưới 2 thì các bạn hãy nên vào nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0.25 và tài xỉu một trái. Thì do đó hiệp 1 với thực lực nó cũng không phải gọi là hoàn toàn quá yếu hơn so với nước Hàn Quốc. Và cái sự thận trọng ngay từ đầu thì có thể là hiệp 1 nữ Maroc họ cũng sẽ không thua đâu, thậm chí là biết đâu nữ Maroc mới là những người gây bất ngờ với một bàn thắng ngay trước. Thì một các bạn chọn nữ Maroc được chấp nha, canh tài hạ với một thì vào nhẹ thôi. Và tới bàn trận đấu một chút kèo là chọn nữ Maroc và tài ở hiệp một cũng vậy. Chúc anh em may mắn nha.